trên thế gian của cõi đời này không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bến giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương chạm trẻ đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua.
nào nào có phải trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn khôn còn nhớ những ngày ấy những đêm trường ra lạnh và cha nằm ôm con sưởi ấm những cây nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sách sách sao cho những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi cha già dấu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi cha già gầm trang đài mà sao con đi dắt ngã hoài để cha miệt mài ôi thương quá cha tôi nhờ công cha như núi Thái Sơn rèn luyện con gian khổ không sợ mà sao con vẫn mãi chấp chân vẫn mất u buồn ôi thương quá cha tôi thương cha cánh cò cộng nắng sang sông chở luôn nước mắt cay nồng xót giọt nước sinh ra từ nguồn dìu con trai bay dục lưng mây mặc đời cha thân thể hao gầy mà sao con vẫn mãi thế này để cha cằn chạy ôi thương quá cha
xót xa. Con tôn vinh cha như dải ngân hà, con là giọt nước sinh ra từ nguồn. Diều con chơi bay dục lưng mây, mặt đời cha thân thể hao gầy, mà sao con vẫn mãi thế này để cha cành chạy. Ôi thương quá cha tôi, mà sao con vẫn mãi thế này để cha cành chạy. Ôi thương quá cha. Được làm cha mới biết núi cao vời vợi, bao giờ ai được làm cha mới xót xa chín tháng đau của mẹ. Cha thời không mang nặng đẻ đau, nhưng nhìn mẹ đau cha đau gấp hơn trăm lần. Mẹ thời đứt ruột chôn nhau, nhưng có cha mẹ chẳng đau trong già. Bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần, bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rưng. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ôm con đau, làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ, cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dại khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha đi mang vui lúc cha tuổi già. Bao giờ ai được làm cha mới biết
lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rơi. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ốm con đau, làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ, cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dài khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi lúc cha tuổi già. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi. Lúc cha tuổi già. Sơn cao vào từng ngoài tuy hương quyến mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc rọi cao trên đường, đuốc soi thâm hồn dắt con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh trên tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn người đến bên bàn tay xoa trên mái tóc bên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sớm. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường.
ơn cha như thái sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi. Tình cha tha thiết, lòng cha mênh mông hải hà như vậy, nhưng chưa một ngày con đền đáp công ơn để cha vui trong quãng đời còn lại. Ơn cha như thái sơn cao bao từng gọi tùy cương quyền, mà lòng thương mến, mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc roi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn dẫn con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không dần. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha hai tiếng thương tiếng vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ba làm con ngựa nhông nhông, một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai gia, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến dạy cho con tiếng là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, ba dạy cho con nhân nghĩa cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba
là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư, nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nâng đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương rồi cho con bước đường tương lai, ba là ngọn núi cao che bao bụng sương gió đời con, ba người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân ái, ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Trần gian như túi rách, đựng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Dưới tay con níu thời gian, thời gian lặng lẽ bay vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông dẫn vô, người không thấy về. Xin người hãy trở về quê, một lần cuối, một lần về cuối thôi. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hãy giữ lớp ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tuân. Thiên kinh giảng quyển chỉ tồn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh,
bậc nào toàn hiếu đất thành Phật tiên. Như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn. Hiền kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Thank you.
từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ trong ca dao có cánh cò thân thuộc, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi, nhưng con chỉ an lòng khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vươn vang tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày nơi con khôn lớn nên người. Nhìn cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu, công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biến trời tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả bà con thân hữu trong gia đình, bằng hữu trong gia quyến của cụ ông Trương Văn An, Phật tử pháp danh Quảng Độ. Vào giờ này đã đến giờ nhập liệm phát tang của khóa lễ kỳ siêu cho cụ ông Quảng Độ. Xin mời toàn thể gia quyến, tất cả những người con cháu được thọ tang ngày hôm nay quỳ trước bàn Phật để xin lễ cầu siêu. Chư tán gia hiếu quyến, nam nữ tử tôn, nội ngoại đại tiểu, cung đối Phật tiên thành tâm phân hương. Đảnh lễ tam bảo ba lại, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2021, nhằm canh tí niên lạp ngoạt nhị thập bát nhật. Hiện tiền gia quyến, gia đình cụ bà quả phụ hiền thê Trương Văn An, nhũ danh Trần Thị Tích, cặp gia đình trưởng nam Trương Văn Nghĩa,
gặp gia đình trưởng nữ Trương Thị Tuyết Vân, gia đình thứ nữ Trương Thị Hồng Liên, gia đình thứ nữ Trương Thị Thánh Tâm, gia đình thứ nam Trương Văn Thiện, gia đình thứ nam Trương Văn Kỳ, thứ nam gia đình Trương Văn Minh, gia đình thứ nam Trương Văn Trí, gia đình út nam Trương Văn Trung, cặp đích tôn nội tôn Trương Quang Bình hiệp cùng gia đình, gia đình Trương Thị Pháp Bảo Mũi, cặp gia đình Bảo Đệ Trương Văn Tiến, gia đình Bảo Đệ Trương Văn cặp Đặng Đặng Chư Tán Gia Hiếu Quyên, nam nữ tử tôn nội ngoại đại tiểu, thân bằng quyến thuộc tức tế tôn thân, đặng đặng cung đối Phật tiền thành tâm phụng hương hoa, cúng dâng tam bảo mười phương nguyện cầu hồng ân, chư Phật chư Bồ Tát quán giáng vãng sanh đường hôm ca ly tại Bích Ta thành phố California tiểu bang Hoa Kỳ Mỹ Quốc, quán giáng chứng giám tiếp độ hương linh Phật tử quy y tam bảo pháp danh Quảng Độ, tánh danh cụ ông Trương Văn An, sanh ngày 5 tháng 10 năm 1934 tại Thừa Thiên Huế, thành phố Việt Nam Quốc, lương thời Nhĩ Trung tại San Diego, thành phố California tiểu bang Hoa Kỳ Mỹ Quốc, ngày 31 tháng 1 năm 2021 hưởng đại thọ 86 tuổi, nguyện hướng linh cụ ông Thừa Tứ Tam Bảo Lực Lai Đáo vạn sanh đường thính pháp văn kinh, tốc xá mê đồ tạo đăng Cực Lạc Quốc, cầm nguyện chứng giám lòng thành tán gia hiếu quyên nội ngoại tức tế tử tôn, đặng đặng đại tiểu hộ độ gia đình bình an thân su khương khởi, mạng vị bình an tứ thời vô tam tiểu chi tai bát tước hưởng trùng lai chi khánh. Nam mô thập phương vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát tác đại chứng minh tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, cặp đẳng đẳng chư vị thiện thần hộ pháp đồng thì từ quan giáng đạo tràng chứng minh gia bị. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xá tế hàm thức, tướng hảo quán minh dĩ tự nghiêm chúng đặng chi tâm quy mạng lễ. Chi tâm đành lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đành lễ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dưỡng trị tịnh thủy biến sai tam thiên tánh không bác đức loại nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu kiến quả diệm quá hồng liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Liên Hộ Thiên Nhãn Vô Ngại, Nam Mô Nam Mô Cam Lộ Phương Như Lai.
khởi thân, đảnh lễ tám bảo ba lại. Sau khi lại Phật rồi, toàn bộ gia đình hướng về linh sàng cụ ông, quỳ phía trước để được thọ tang. Được cho cụ ngồi. Chưa tán gia hiếu viên à. Khởi thân đảnh lễ hương linh hai lạy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô U Minh Giới à, cứu khổ bốn tôn, cứu bạc minh độ hoằng nguyện độ sanh, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyên Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Tùy Từ Chứng Giám Kim Ư Hiện Tiền Chư Tam Gia Hiếu Viên Nam Nữ Tử Tôn Nội Ngoại Đại Thiếu Hoa Cung Đối Linh Sàng Thành Tâm Phụng Cúng Cam Lộ Mỹ Vị Phạn Tịnh Hương Hoa Chuyên Vị Hồi hướng kỳ siêu nhập mạch thọ phục chí tan phục vị hương linh cụ ông trường văn an quy tam bảo pháp danh quảng độ muốn sanh ngày năm tháng mười năm 1934 tại Thừa Thiên Huế Việt Nam quốc lương thời nhi chung vào lúc 5:45 chiều ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại San Diego thành phố California tiểu bang Hoa Kỳ Mỹ Quốc hướng đại thọ 86 tuổi nguyện hương linh Thừa Tư Tam Bảo Lực Đăng Ngư Án Tiền Chứng Giám Lòng Thành Hiếu Quyến Thọ Phục Chi Tăng Bồ Tát Liễu Đầu Cám Lộ Thủy Năng Linh Nhất Đức Biên Ngư Không Tinh Chuyên Cấu Huế Tận Quyến Trừ Phổ Sai Linh Đường Tất Thanh Tịnh Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Mai Tát
toàn gia quyến đăng phú phục linh sàng, cởi thân lễ hương linh hai lạy thọ phục chí tăng, kể thụ quý tô tấn đế đầu diện đảnh lễ thân phụ chí ngã kim xứng tán đại chúng đề di nguyện từ bi thầy giáo. Thương linh thầy đều xin sám hối hiếu quý
dương trí tịnh quý biến sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân tiên pháp giới quan tâm duyên diệt tội tiêu tiên và diệm quá hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh kim mẫu hiện tiền chư gia quyến gia đình của bà hiền thế trần thị tích hiệp cùng chư hiếu quyến gia đình trưởng tử trương văn nghĩa cầm gia đình trương thị tuyết vân trương thị hùng liên trương thị thanh tâm trương văn thiến gia đình ngô thị bé trương văn minh trương văn trí trương văn trung trương quán bình trương thị pháp trương văn thiếu trương văn hời cầm đẳng đăng chư tan quyến cung đối linh sàng phủ phục tan chế phụng cúng cam lộ mỹ vị phạn thực hương hoa chuyên vì hồi hướng kỳ xíu di quan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cụ bà Trần Thị Tích, kính thưa tất cả thân bằng quyến thuộc, những người con, những người cháu, những người trong gia đình của cụ ông, Phật tử quảng độ. Tánh danh là Trương Văn An. Ngày hôm nay thực sự là một cái ngày cuối năm, cũng là cái ngày ghi nhớ cái sự mất mát của gia đình. Quý vị đã mất đi người chồng, người cha, người ông, người anh, người thân nhất, kính yêu nhất của mình, cũng là một cái người bằng hữu. Có những lúc mình bước chân đến cái trần gian này thì cũng là cái nhân duyên để rồi gặp được cụ, được nghe chỉ dạy, được hướng dẫn để rồi nên gia lập thất, có một cái cuộc sống, một cái đời sống tốt, trưởng thành, đạo đức, đều nhờ cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của cụ ông đã gắng sức để lo cho những người con, người cháu. Không cần biết quý vị bao nhiêu tuổi, không cần biết quý vị làm cái công việc gì ở trong xã hội, có cái danh vọng địa vị bao nhiêu, nhưng mà khi mình mất đi người thân, mất đi cha, mất đi mẹ thì mình là người con mồ côi, phải không? Cho nên người con mồ côi cha, rồi mình mất đi ông thì mình là mồ côi người ông. Một người tổng thống mất cha thì cũng là tổng thống một côi. Một người vua hay là quan mất cha thì ông vua, ông quan nó cũng là một côi. Tuy cụ ông đã ra đi rồi, nhưng mà thực sự để lại cho những người con, những người cháu quỳ ở trước đây một cái gia tài rất là to lớn. Quý vị có nhận được cái gia tài đó chưa? Chắc chắn là có rồi.
đó là cái đạo đức, đó là những cái lời dạy rất là quý báu để rồi mình trưởng thành ở trong cuộc đời, để rồi mình vươn lên sống đúng ý nghĩa của kiếp nhân sinh, và rồi hướng dẫn cho những thế hệ kế tiếp, những người con, người cháu biết được cái hiếu đạo, biết được tự hào rằng mình là người Việt Nam, mình là người con Phật, mình có cái hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo, để rồi truyền thừa đến nhiều đời con cháu. Bằng chứng là trong cái mùa dịch, quý vị vẫn đầy đủ con cháu để rồi khoác lên cái khăn tang báo hiếu cho phụ. Tuy là chúng ta không có tổ chức linh đình giống như bình thường, có nhiều cái hạn chế, nhưng mà đó cũng nói lên được cái tấm lòng hiếu của người con người cháu. Thầy thực sự tán thán gia đình. Và nhân đây, Thầy đại diện cho Hòa Thượng Viện Chủ Như Lai Thiền Tự, đại diện cho quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử, nam nữ ở tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, có lời sâu sắc chia buồn cùng với gia đình, cùng với gia quyến. Quý vị đã mất đi người thương yêu, kính yêu nhất của mình. Trong cuộc đời, đôi khi có những lúc vì vô tình hay cố ý, khi còn sanh tiền, cụ ông rầy mình oan ức hoặc là la mắng mình những cái chuyện mà mình cảm thấy là sự ốc cụ ông ép uổng mình, thì lát nữa đây thắp cho cụ một nén hương, hương linh của cụ vẫn còn ở đây nghe cái tấm lòng của mình, để rồi mình xin tha thứ cho cụ. Hoặc là ngược lại, trong cuộc sống khi còn sanh tiền, mình đối xử với cụ ông không phải, hoặc là bướng bỉnh, hoặc là ngỗ nghịch, hoặc là cãi lời, thì lát nữa đây thắp cho cụ một nén hương và rồi xin cụ ông tha thứ. Tha thứ và thứ tha để rồi làm cho cái người ra đi được an ổn nhẹ nhàng ra đi, và người ở lại tiếp bước trên cái con đường dài của mình, của cái quãng đời kiếp nhân sinh. Quý vị thương yêu, vật vã, đau khổ, tiếc nuối, khóc than thì cũng không có giúp cho cụ nhẹ nhàng ra đi được, mà bèn là cố gắng tu tạo những cái công đức, lập những cái phước báo, hoặc là ăn chay, hoặc là niệm Phật, hoặc là làm phước, hoặc là phóng sanh, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc là bố thí, hoặc là cúng dường. Tu tạo những công đức lành đó trong vòng 49 ngày đã hồi hướng cho cụ, thì mỗi tuần thất, mỗi kiếp sanh thân, cụ thừa thọ hưởng được cái phước ân đó, sanh về cảnh giới an lành. Hoặc là cũng là cái cơ hội để cho mỗi thành viên trong gia đình quay về, hướng về cái nẻo lành, nẻo thiện, hướng về cảnh chùa để rồi học đạo, biết được cái phương pháp khai tâm mở trí. Bởi vì mình đến chùa không phải chỉ là tang chế, tang lễ mình mới đến chùa học đạo, mà mình học cái lẽ sống ở trong cuộc đời. Có câu rằng chớ để tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Buổi lễ đã được viên thành rồi, quý vị đứng lên thắp hương cho cụ, rồi sau đó sẽ viếng thăm với vị quan khách lần lượt viếng thăm cụ, rồi sau chiều thì thầy sẽ làm lễ di quan để đưa cụ đến hòa táng ở phòng bên cạnh 50 Nguyễn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm
nãy giờ thầy nói mấy cháu mẹ nhỏ có hiểu hết tiếng Anh tiếng Việt không? Xin mời được xem nó thấy số con. Ok. Nếu mà tụi con không có hiểu đó thì muốn thầy nói lại bằng tiếng Anh đó, thì cái chỗ nào không hiểu thì tụi con hỏi. Đấy. Sometimes you're curious, you don't know what you're doing. And then, if you know, it's the better. It's very meaningful if you know what you're doing. I try to know how you do this. So if you don't understand, you're very amazed. You can raise your hand and then I can help you or any question. I can answer you. Can. Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, bóng đêm sợ hãi. Cha hỡi cha ơi, trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha. Con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng, nhớ thương ngập cõi lòng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rộng rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hết từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha. Có cuộc tình thật rất bao la hài hà. Những lúc cô đơn, con càng buồn vì vắng xa cha. Con tìm người ở chốn phương xa, có ai bằng cha? Đôi mắt rưng rưng, hai hàng lệ thương nhớ u sầu. Con nguyện cầu ngày sống bên cha trong cõi vĩnh hằng. Cha tôi đã mất, nhưng tình người còn mãi trong tôi. Bao nhiêu thương nhớ, nhưng giờ này lòng vẫn an vui. Biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất, nhưng tình người tràn khắp núi sông. Ai đông ai đến, hãy từng ngày người sống cho tôi. Tiếng gọi mời đền đáp ơn cha. Có cuộc tình thật rất bao la hài hà. Vẫn bên con suốt cuộc đời, bằng lời nhủ khuyên dạy bảo, bằng tảo tần để nuôi con, cho con thành thân thành nhân. Con vững tin rằng dù khi cha đã khuất, cha vẫn luôn bên con. Cha hỡi cha ơi, cha là đường chỉ lối cho con. Trong cuộc đời nhiều lúc phong ba, sợ hãi. Cha hỡi cha ơi,
trong cuộc đời nhiều lúc vắng cha, con ngậm ngùi và thấy bâng khuâng, nhớ thương ngập cõi lòng. Cha tôi đã mất nhưng tình người còn mãi trong tôi, bao nhiêu thương nhớ nhưng giờ này lòng vẫn an vui, biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dần soi đời tôi. Cha tôi đã mất nhưng tình người tràn khắp sông, ai đông ai đêm hết từng ngày người sống cho tôi, tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật rất bao la hạnh hà. Những lúc cô đơn con càng buồn vì vắng xa cha, con tìm người ở chốn phương xa, có ai bằng cha. Đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ thương nhớ u sầu, con nguyện cầu ngày sống bên cha trong cõi vĩnh hằng. Cha tôi đã mất nhưng tình người còn mãi trong tôi, bao nhiêu thương nhớ nhưng giờ nay lòng vẫn an vui, biết tình người rục rã khôn nguôi, những lời người còn mới trên môi dẫn soi đời tôi. Cha tôi đã mất nhưng tình người tràn khắp núi sông, ai đông ai đêm hết từng ngày người sống cho tôi, tiếng gọi mời đền đáp ơn cha, có cuộc tình thật dẫn bao la hải hà. Đến đây, chúng tôi xin thân ái tạm biệt. Mời quý vị, các bạn trẻ tiếp tục tìm nghe những chủ đề về báo hiếu cha mẹ từ 1 đến 16 chúng tôi đã thực hiện, và đón nghe báo hiếu cha mẹ 17 với chủ đề tình mẹ ba. Hẹn gặp lại quý vị, các bạn trẻ trong những chủ đề về báo hiếu cha mẹ tiếp theo. Tôi lúc còn sân những lời tha thiết còn đó, tựa như đuốc sáng soi đường trong cuộc đời bao nhiêu cạm bẫy. Cha tôi đã từ dương gian thật rồi, người không còn luyến tiếc, nhưng lòng người vẫn biết đến người con sống đời mồ côi. Cha tôi suốt một đời sống bên tôi, suốt một đời sống cho tôi, giờ này người
người đã xa đi lần cuối, ôi nhớ thương. Cha tôi đã trở về với cội nguồn, thoát một đời sống tha phương. Giờ này người vẫn yêu thương đoàn con, còn đây. Cha tôi vẫn còn trong tôi hình bóng, tiếng gọi dày dần ngày tháng làm tôi nhức nhối băn khoăn, nhớ ơn cha khi xưa còn sống. Cha tôi đã dạy tôi trong cuộc đời, lời cha là chân lý. Khi cuộc đời tôi sai lỗi, nhớ lời cha tôi không phản bội. Cha tôi suốt một đời sống bên tôi, suốt một đời sống cho tôi. Giờ này người đã xa đi lần cuối, ôi nhớ thương. Cha tôi đã trở về với cội nguồn, thoát một đời sống tha phương. Giờ này người vẫn yêu thương đoàn con còn đây. Suốt một đời cha tôi đã sống bên tôi, cho tôi, Ngài nói với chúng tôi. Đời con càng tươi vui thì sắc hiền cha càng héo úa. Và cha tôi một đời lam lũ, vất vả, còng lưng trên ruộng nắng cháy mưa sa để nuôi chúng tôi. Cha tôi đã dặn tôi lúc còn sống, những lời tha thiết còn đó tựa như đuốc sáng soi đường trong cuộc đời bao nhiêu cạm bẫy. Cha tôi đã từ dương gian thật rồi, người không còn lên tiếng, nhưng lòng người vẫn biết đến người con sống đời mồ côi. Cha tôi suốt một đời sống bên tôi, suốt một đời sống cho tôi. Giờ này người đã ra đi lần cuối, ôi nhớ thương. Cha tôi đã trở về với cội nguồn, thoát một đời sống tha phương. Giờ này người vẫn yêu thương đoàn con còn đây. Cha tôi vẫn còn trong tôi hình bóng, tiếng gọi dày dứt ngày tháng làm tôi nhức nhối băn khoăn, nhớ ơn cha khi xưa còn sống. Cha tôi đã dạy tôi trong cuộc đời, lời cha là chân lý.
khi cuộc đời tôi sai lỗi, nhớ lời cha tôi không phản bội. Cha tôi suốt một đời sống bên tôi, suốt một đời sống cho tôi. Giờ này người đã ra đi lần cuối, ôi nhớ thương. Cha tôi đã trở về với cội nguồn, thoát một đời sống tha phương. Giờ này người vẫn yêu thương đoàn con, còn đây con thơ dài thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về, nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình, trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai con nhiều thành công. Rồi từng ngày khôn lớn chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào, trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Ngày xưa khi con thơ dại thường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về, nhìn ánh mắt của cha già con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình, trong ánh mắt hy vọng mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào, trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn, hàng đêm con rung lên tiếng ca với bao yêu dấu kinh rừng về cha. Cha ơi, con nghe tiếng nói của con, hôm nay đứa con xưa đã lên người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng thân bằng quyến thuộc. Hôm nay tất cả chúng con đã về đông đủ trai, gái, dâu, rể cùng cháu chắc nội ngoại. Thành tâm quỳ dưới ảnh hào quang chư Phật, hồi hướng tâm tư đập lệ trước đức từ bi, đồng nguyện cầu cho hương hồn ba được sớm vãng sanh về liền cực lạc. Lúc sinh thời, chúng con mong được cần kề bên ba để sớm muốn chăm sóc ba lúc tuổi già xế bóng. Ba vẫn thường đồng viên chúng con cố gắng lo toan để con cháu được no ấm bằng người. Thế mới biết rằng trong cuộc đời không ai yêu thương chúng con bằng ba mẹ. Trước lúc ra đi, dẫu sức mòn lực kiệt, thế mà ba vẫn bình tâm tỉnh táo, ân cần chỉ vẽ sắp đặt mọi điều. Giờ đây chúng con đã bệnh viện mất ba, cháu chắc mất đi một người ông yêu quý, nhưng trong một trái tim của chúng con cũng luôn người sáng hình bóng của ba, một người ba hết mực yêu thương vợ con và cháu chắc. Chúng con luôn khắc ghi hình ảnh của ba. Ba chúng con là một người dạng gì như ba người khác? Những tấm lòng, tình yêu thương và sự bao dung độ lượng, đức hy sinh của ba mãi mãi là niềm tự hào của con cháu. Nhờ vậy, con cháu ba đều thành nhân và sẵn có cho đời, xứng đáng với công lao nuôi dưỡng dạy dỗ của ba với họ tộc. Ba luôn lo lắng chú tất toàn nhiệm bồ tộc rất tự hào về ba. Cảm ơn ấy của ba, chúng con chưa kịp tắt đèn thì ba đã vội và đi về khỏi Vĩnh Hằng, lòng chúng con tan nát. Ba ơi, thế là ba đã cười hạc quý điên, ba đã về với cõi Vĩnh Hằng, ba đã ra đi mãi mãi, rời xa chúng con mãi mãi. Ba ơi, cầu mong cho hương hồn ba được siêu thoát về cùng tổ tiên và các vị thần thánh hiền ở thế giới bên kia. Ba ơi, vĩnh biệt ba, anh em chúng con xin hứa chăm sóc mẹ để bảo bọc yêu thương nhau, làm tốt những lời căn dặn của ba. Chúng con vĩnh biệt ba. Vĩnh biệt ba. Nam mô tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. Cuộc đời là một vở kịch mà chúng ta là một diễn viên. Cảm ơn vì đã góp phần giúp tôi hoàn thành chính vai diễn của mình. Đừng lo lắng quá nhiều, vì giờ đây tôi đang được tự do. Nếu sự ra đi của tôi đã để lại cho mọi người một khoảng trống, hãy lấp đầy nó với những ký ức vui vẻ cùng tôi. Cuộc sống của tôi rất đầy đủ. Tôi đã có rất nhiều người thân, bạn bè, nụ cười và hạnh phúc. Dù là ở nơi đâu, tôi sẽ mãi luôn ghi nhớ những ký ức tuyệt vời này trong tim. Trăng đã ngủ, xin đừng đánh thức. Người đi rồi, xin vĩnh biệt ngàn thu. I am free. Don't grieve for me, now I am free. If my parting has left a void, then fill it with remembered joy. My life has been full, I savored much. Good friends, good time, a loved one's touch. A friendship shared, a laugh, a kiss. Ah yes, these things I too will miss. Perhaps my time seemed all too brief. Don't lengthen it now with undue grief. Lift up with your hearts and share with me. Thay mặt gia đình, mặc dù là cái dịch bệnh vẫn đang còn, nhưng mà khỏi hiện trong gia đình, bạn bè bằng hữu đã có thời gian
để cứu mong gia đình chúng tôi. Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả. Quý vị đã viếng thăm cụ ông rồi thì lát nữa đây mỗi người sẽ nhận một bông hoa rồi sẽ đi một vòng thăm cụ ông và gửi cho cụ một bông hoa lần cuối cùng trước khi thầy làm lễ đóng nắp quan và di quan đến lầu quả táng sát một bên. Thì trong cái tình gia đình rất là thấm thiết, chia sẻ cái nỗi niềm hiếu kính đối với cụ ông, rất là cảm động. Buổi lễ đã được viên mãn rồi, vì bây giờ quý vị hãy lần lượt sẽ đi một vòng thăm cụ lần cuối cùng và sẽ nhận một cành hoa ở trên đó đem lên dân giá trị. Bỏ cái quan tài luôn cho cụ rồi đi một vòng xong rồi sẽ ra trong xích làng khổ hải vàng trùng ba dịch thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vào giờ này đã đến giờ di quan, xin tất cả những người con, người cháu tập trung vô để lại tụ lần cuối cùng trước khi thầy đóng đắc quan mô Phật.
Rồi quý vị thăm cụ lần cuối để rồi thầy đóng nước quan ha. Sau khi thăm xong rồi quý vị ở dưới đây để được lại cụ. Để đây cũng được lắm rồi. California, tiểu bang Hoa
Kỳ, Mỹ Quốc hưởng đại thọ 86 tuổi. Nguyện hướng linh thừa tứ tam bảo lực đăng ngư án tiền chính giám trầm phù trợ chứ tán gia hiếu viên. Bồ Tát liễu đầu cám lô thủy năng linh nhất đích viên ngư không tình chuyên cấu ế tận nguyên trừ phổ sai. Nam mô Cam Lô Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lô Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lô Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư Di Đà Phật. Dân đạo sư Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dân đạo sư Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dân đạo sư Di Đà Phật. Thiệt linh sàng toàn gia quyến đăng khởi thân. Đứng lên. Nam mô Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật.
Địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sanh độ tận phương tiến xứng Bồ Đề Đại Bi Đại Nguyên Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Thùy Từ Chứng Giám Kim Hữu Gia Đình Chư Nam Nữ Tử Tôn Nội Ngoại Đại Tiểu Đại Diện Trưởng Nam Trương Văn Nghĩa Cầm Đặng Đăng Chư Hiếu Tử Nam Nữ Nội Ngoại Tức Tế Tôn Thân Cung Đối Án Tiền Cửu Quyền Thất Tố Phụng Thính Hương Linh An Trí Phùng Vì Hương Linh Của Ông Trương Văn An Quy Tam Bảo Pháp Danh Quảng Độ Sanh ngày 5 tháng 10 năm 1934 tại Thừa Thiên Huế, thành phố Việt Nam Quốc. Lương Thời Mệnh Chúng ngày 31 tháng 1 năm 2021 hưởng đại thọ 86 tuổi, ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh Quay thần hộ niệm Bồ Tát Tính Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Cập Đẳng Đẳng Chư Vị Thiện Thần Hộ Pháp Đồng Thị Từ Quang Giáng Cửu Quyền Thất Tổ Như Lai Thiền Tự Chứng Minh Gia Bị Linh Quá Vãng Hương Linh Phần Tử Quảng Độ Trướng Văn An Thừa Tư Tam Bảo Lực Lai Đáo Đạo tràng thính pháp ma văn kinh tốc xả mê độ tạo đăng cực lạc quốc Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh Nam mô thập phương vô lượng chư Phật chư Đại Bồ Tát thị từ chứng giám Phóng đại hào quang tiếp độ hương linh cụ ông Trương Văn An Đắc đại thần lực thừa tứ tam bảo lực đăng ư án tiền thủ quyền thất tổ như lai thiền tự hiện trụ xứ ba ba bốn không đường sen trồ thành phố San Diego California tiểu bang Hoa Kỳ Mỹ quốc cáo bạch
thập phương thường trú tám bảo, địa thần thiện thần hộ pháp, chư tôn bồ tát ma ha tát, địa tạng vương bồ tát, tùy từ phóng đại hào quang, chứng minh gia vị linh, hướng linh cụ ông Trương Văn An, an vị tại cụ quyền thất tổ, ngưỡng nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Tinh Văn, Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương, cập đẳng đẳng chư vị thiện thần hộ pháp, đồng thị từ quan giáng chứng giám, linh hương hồn phật tử quảng độ thừa lực tam bảo, đăng ư án tiền chứng minh hiếu quyến phụng cúng, cam lồ mỹ vị phạn thần hương hóa, nam mô linh vân tâm bồ tát, nam mô linh vân tâm bồ tát, nam mô linh vân tâm bồ tát, gia quyến kiền tiền khởi thân đảnh lễ hương linh hai lạy. Ma ya ma ya ma 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 thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tâm này chỉ vô lậu đời diệt vô lậu đời tâm vô khổ tâm diệt tâm vô tri diệt vô đắc vị vô sở năng cố bồ đề tăng đội bát nhã bồ la mật đa cố tâm vô quan nhã vô quan nhã cố vô hùng cùng bổ biên ly liên đẳng mộng tường cố cánh niết bàn tâm đa diệt phật vi bát nhã bồ la mật đa cố năng đạo tâm la tâm đề tâm bồ đề cố vi bát nhã ba la ma na de la la yo de la man yo de lo la yo de lo la man yo na de yo de lo yo de bang le go de ban ya ma la ma na yo de me tu me na na ma la de ba la ta ni na bo de ta ma na na ma la de ba la ta ni na bo de ta ma na na ma la in de ba la ta ni na bo de ta ma na ma Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đệ Tử Chúng Đẳng Tùy Thuận Tu Tập Phổ Hiền Bồ Tát Tập Chúng Đại Nguyện Nhất Giả Lệ Kính Chư Phật Nhị Giả Tinh Tấn Như Lai Tam Giả Quảng Tu Cúng Dường Tư Giả Sám Hối Nghiệp Chướng Ngũ Giả Thầy công đức thân giả phật trụ thế thất giả thường trụ phật học trụ giả hằng thuận chúng sanh thập giả khổ giai hồi hướng hương hoa tịnh hương hoa triệu tịnh nhất tâm phụng tịnh thượng hạ Hoa vàng hướng linh Phật tử quy tam bảo pháp danh quảng độ tánh danh trương văn an sinh ngày năm tháng mười năm 1934 tại thừa thiên huế việt nam quốc lương thời mệnh trung tại san diego thành phố california tiểu bang hoa kỳ mỹ quốc ngày 31 tháng 1 năm 2021 hưởng đại thọ 86 tuổi nguyện hương linh thừa tư tam bảo lực lai đáo đạo tràng thính pháp văn kinh cập đăng ngư án tiền cửu quyền thân tổ thọ tài hưởng thực hương hoa chi mỹ vị đẳng hữu sanh hữu tử hữu luân hồi vô sanh vô tử vô khứ lai sanh tử khi lai giai thị mộng tóc phao trần thế thượng liên đài ngưỡng bạch từ tôn di đà từ phụ từ bi ai lăng phóng quan tiếp độ phật tử vạn độ tánh danh trưởng văn an hưởng đại thọ bát thập lục tuế đăng ư án tiền thọ tài hưởng thần trầm phù trợ chư tán gia hiếu quyên gia chủ kiền thiền trà chăm sơ tùng gửi thân đảnh lễ ơn linh hai lại nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát mô nam lộ vương bồ tát nào liệt liệt quanh quanh bây giờ một trận tan tành gió mưa hội nào ngựa lộc xe lừa bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng hội nào ra trướng vào màng bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa hội nào mẹ mẹ cha cha bây giờ bóng núi khuất xá muôn trùng hiếu chú thiền thiền trà chấm nhị điện khởi thân đảnh lễ hương linh hai lạy nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát ma tát ôi à, màu hướng lờ lạc giọt nước thầm thì xuống đến rồi hoa vẫn còn đây người đến đó chim rại đã dạng vài lượt thắp hương trầm bay tứ tán đôi phen mời linh sàng ở đâu đây ôi hương linh ôi nghe lời triệu thính đặng rành hồn chơi trong cõi u minh xin về hướng qua thính hương qua triệu thính hướng linh ôi ba lần triệu thính những mong phần hồn ai lân chứng giám hiếu chủ kiền thiền cúc cung khởi phản gấp đồ ăn cơm sớ dùng lên là để tỏ nỗi niệm tưởng nhớ hướng linh lai đáo chứng chiếu lộng thành
Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thành sùng. Gia quyến kiện thiền hiến phạn. Đầy bát cơm đầy nặng ước mong. Cha ôi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong tha thiết ơn nghĩa sinh thành. Cháu con chưa trả xong. Hiếu chủ kiền thiền cúc cung tấn phạn. Cởi thân đảnh lễ hương linh hai lạy. Biến thời biến thị chân ngôn cần đứng trị tổng đại. Nam mô tát và tát thân a la mô di đế. Ấn tâm bà ca tâm bà ca hồng. Nam mô tát và tát thân a la mô di đế. Ấn tâm bà ca tâm bà ca hồng. Nam mô tát và tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tổ Rô Bà Gia Đà Thăng A Đà Gia Đà Thịt Tha. Nam mô Tổ Rô Tổ Rô Tổ Rô Bà Gia Tổ Rô Bà Gia Tổ Rô Tà Bà. Nam mô Tổ Rô Bà Gia Thăng A Đà Gia Đà Thịt Tha. Nam mô Tổ Rô Tổ Rô Bà Gia Tổ Rô Bà Gia Tổ Rô Tà Bà. Nam mô Tổ Rô Bà Gia Thăng A Đà Gia Đà Thịt Tha. An tu ro tu ro ba ga tu ro ba ga tu ro ta ba nga nga nam tam ba về nhật ca hồng nga nam tam ba về nhật ca hồng an nga nga nam tam ba pha về nhật ca hồng hòa nhân tình tự điếu đồng lâm túc đại hạng lai phàm các tử phi. Hiếu chủ kiền thiền cúc cung trà chấm bảo mãn. Khởi thân đảnh lễ hương linh hai lạy. Nam mô Thiện Diệu Phật Bồ Tát. Nam mô Thiện Diệu Phật Bồ Tát. Nam mô Thiện Diệu Phật Bồ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tùy Từ Phóng Quang Tiếp Độ Hương Linh Phật Tử Quảng Độ Tánh Danh Trương Văn An Sinh. Ngày 5 tháng 10 năm 1934 tại Thừa Thiên Huế Việt Nam Quốc. Đương thời mệnh chung tại San Diego, thành phố California, tiểu bang Hoa Kỳ, Mỹ Quốc, ngày 31 tháng 1 năm 2021, hưởng đại thọ 86 tuổi, nguyện ưng thừa tư tam bảo lực, lại đáo đạo tràng, tính pháp văn kinh, cầm đăng ư án tiền, tổ quyền thất tổ Như Lai thiền tự. Thọ thực dị ngập tốc thoát khổ luân tạo đăng Phật quốc. Cầm nguyện chư tăng gia hiếu quý nam nữ tử tôn nội ngoại đại tiểu thân tâm an lạc. Nghiệp chướng báo chướng tận tiêu trừ sự nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt. Phổ nguyện ân sư hướng dục phụ mẫu sinh thành pháp giới nhân sanh giai cộng thành Phật đạo nam. Mô A Di Đà Phật vạn sanh quy định cho con. Nam mô A Di Đà Phật ra đà la ya đà ya ya đà di đà ba tê di đà nam tê di đà ca ni di đà đà tê ca ra đà ya di ni ya ya na di đà ca la ta ma ya mô A Di Đà ba ya ra ya ra ya di ya ma A Di Đà đà ba tê di đà nam ma tê ya di đà ca ya ji ne ya ya na ji da ta la ta ba ya mo ji da ba ya na ya na ya de ya ta a ji lo ba de ji da nam te na ta ne ji da ta la ya ji ne ya ya na ji da
Đồ Bồ Tát, Nam Mô Sư Lạc Đồ Bồ Tát, Đàn Tràng Viên Mãn, Pháp Sự Châu Viên Gia Quyến Kiện Thì Khởi Thân Đảnh Lễ, Hương Linh Tất Bốn Lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi lễ bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con. Trong căn nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con. Cha tôi nhìn tôi dại khờ, cha ơi từng ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con.
con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay.